hoan hỉ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải. Cũng như thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem và đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở bên phía dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi xin chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là Tử Vi tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, nam nữ mạng, đầm nội chi xà, đang khổ ngập đầu, bổng gặp thời đổi vận, hóa hung thành cát, vận may ập đến, trúng số liên tiếp, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, đổi vận giàu sang, đúng tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2023, nếu như nắm bắt được cơ mệnh này. Trước khi đi vào nội dung chi tiết, ta cùng điểm nhanh qua đôi nét về đặc trưng, tính cách tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977 nhé. Đinh Tỵ cầm tinh con rắn trong 12 con giáp, rắn là loài động vật tượng trưng cho sự bí ẩn, uy quyền, sức mạnh, Đinh Tỵ là bộ rắn trong đầm thuộc mệnh thổ trong ngũ hành. Người sinh năm Đinh Tỵ thông minh, lanh lợi, khả năng đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, luôn yêu cầu sự tự do và cũng mong muốn có sự tĩnh lặng nhất định. Sự xuất hiện của rắn thường liên quan đến phúc đức, nên người Đinh Tỵ mang trong người nhiều sự nhạy cảm về tâm linh, là người có khả năng giao tiếp giỏi, năng động, sôi nổi, họ cẩn trọng thích những thứ hoàn hảo, hoàn mỹ và có một gu thẩm mỹ tinh tế. Họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt điều đó cho người khác. Đinh Tỵ là con giáp có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất, dễ bị căng thẳng, hay nói cách khác là có thần kinh khá nhạy cảm, rất khó tin tưởng người khác, nhưng khi đã tin tưởng ai đó thì sẽ hướng một lòng về người đó, đặt sự tín nhiệm, phó thác vào người, đó điều này khiến Đinh Tỵ rất hay cảm thấy bị tổn thương. Khi xảy ra mâu thuẫn với người thân thì họ là người có khả năng phán đoán và giỏi nắm bắt thời cơ, rất giỏi trong việc tận dụng thay thế để ứng biến với thời cuộc. Đinh Tỵ là bộ lột xác nên Đinh Tỵ rất dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh, rất biết cách vươn lên trong gian khó. Theo thống kê cho biết rất nhiều tuổi Đinh Tỵ trở thành tỷ phú do chăm chỉ làm ăn. Đinh là thuộc hỏa, Tỵ là thuộc hỏa, mà nạp âm của Đinh Tỵ là hành thổ, cho nên Đinh Tỵ có khá nhiều may mắn trong cuộc sống, hay được quý nhân giúp đỡ. Họ là người rất chăm chỉ làm ăn, cộng thêm bản thân là người khéo léo, tinh tế, có khả năng ứng biến trong mọi công việc, nên thường có nguồn thu nhập ổn định, kinh doanh thuận lợi. Đinh Tỵ rất cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoa mỹ và có gu thẩm mỹ tinh tế. Trước hung vận Đinh Tỵ rất dễ lung lay, họ rất ghét những chuyện ồn ào, náo loạn hay xô bồ, luôn cố gắng giữ bản lĩnh của riêng mình. Đinh Tỵ có vận tốt, cát lợi khá tốt nên không sợ phải đói, nói năng thì rất nho nhã, lễ độ, lịch sự và khôn khéo. Cả nam và nữ Đinh Tỵ khi yêu tuy có rất nhiều cảm xúc nhưng lại không phải là một người chung thủy, họ rất dễ có những mối quan tâm ngoài luồng. Ngoài ra họ còn có tính chiếm hữu cao, họ đòi hỏi một tình yêu tuyệt mỹ, dẫn đến hệ lụy trong hôn nhân, luôn là người đưa ra quyết định trong mối quan hệ song phương. Tức là khi bạn chơi với Đinh Tỵ, bạn nên dành cho họ một khoảng thời gian để họ quyết định và đưa ra ý kiến. Họ rất thích làm chủ, nên khi bị ép buộc phải làm theo một kế hoạch nào đó mà không có sự quyết định của họ, thì họ sẽ rất khó chịu. Những đức tính này sẽ rất có lợi khi áp dụng vào công việc kinh doanh. Đinh Tỵ rất khôn khéo và họ luôn luôn là người giữ thế chủ động trong các cuộc thương thảo. Họ rất có tài trong việc thuyết phục, thương lượng với người khác, có thể trở thành nhà ngoại giao xuất sắc. Luận giải tử vi tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, cho biết so với tử vi tuổi Đinh Tỵ đầu năm 2023, thì vận khí của Đinh Tỵ 3 tháng cuối năm 2023 được đánh giá là có những khởi sắc rõ ràng hơn hẳn, thế nhưng để có sự đột phá mạnh mẽ thì vẫn chưa phải lúc, vẫn nên chú trọng sự ổn định thì hơn. Về công việc, đây là năm sự nghiệp bán các bán hung, có các tinh che chở, nhưng cũng không ít hung tinh rình rập, gây điều tiếng thị phi bất cứ lúc nào. Quý mệnh Đinh Tỵ nên hành sự cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tai bay vạ gió. Về tiền bạc, phương diện này được cho là có nhiều điểm sáng, tích lũy nhiều tiền của, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn lúc này, hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Tuy vậy các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn khá mong manh, nếu không chú ý thắt chặt sẽ rất dễ đổ vỡ, sẽ ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Về tình cảm, do ngũ hành xung khắc, lại bị hung tinh chủ về nhân duyên trắc trở là cô thần chiếu mệnh,
nên các mối quan hệ nhìn chung khá ảm đạm. Điềm Báo có sự rạn nứt nghiêm trọng có thể dẫn đến việc đường ai nấy đi hoặc ly hôn, người độc thân khó có cơ hội cải thiện hiện trạng. Về sức khỏe, trong năm có nhiều sao xấu tại mệnh gây hung hiểm cho sức khỏe như tang môn, thiên cầu nên cần đi đứng thận trọng, kẻo gặp tai nạn bất ngờ, nhẹ thì bị thương ngoài da chảy máu, nghiêm trọng có thể phải động chạm dao kéo, nguy hiểm tính mạng. Dựa trên mối tương quan về ngũ hành giữa đương số và lưu niên Quý Mão, đồng thời xét tác động của hệ thống sao chiếu mệnh, đoán định được các hung ở các phương diện cuộc sống của tuổi Đinh Tỵ trong 3 tháng cuối năm, chi tiết như sau. Đầu tiên là về mặt sự nghiệp. Trong 3 tháng cuối năm Quý Mão 2023, Đinh Tỵ may mắn không gặp hình hay khắc thái tuế, sự nghiệp dần bước vào giai đoạn ổn định, hứa hẹn một năm dễ thở sau khi phải chịu nhiều biến động từ năm trước đó. Công việc nhìn chung trong khoảng thời gian này không có quá nhiều cản trở, chăm chỉ làm việc thì ắt gặt hái thành quả xứng đáng. Nếu có sự chủ động thì hoàn toàn có thể tự tạo ra cơ hội thăng tiến mà không cần bất cứ ai tác động, biểu hiện và chất lượng công việc sẽ nói rõ năng lực của bản thân tới đâu. Đó là lý do Đinh Tỵ chỉ cần chú tâm và gắng hết sức mình, cấp trên sẽ có những đánh giá xứng đáng với màn thể hiện của bạn. Đặc biệt, tinh thần làm việc hăng say, thực sự cầu thị, rất có lợi cho những ai đang có ý định ứng tuyển vào vị trí quản lý cấp cao hơn. Do đó nếu đang cầu chức thì nên đặt ra một lộ trình nỗ lực rõ ràng cho mình. Ngược lại người mang tâm lý an nhàn, ngại va chạm, tất nhiên vận trình vẫn cứ đều đều, không tăng không giảm, nhưng nếu đó là lựa chọn bạn thì cũng không có gì phải lo lắng. Cần đặc biệt lưu ý, thiên quan Quý Thủy xuất hiện, thiên quan chủ về gánh vác công việc vất vả, nhiều áp lực, chẳng những ít sự đồng hành hỗ trợ từ người khác mà có thể đối mặt với tiểu nhân chọc phá, họa thị phi điều tiếng gièm pha, có thể ập tới bất cứ lúc nào. Bạn nên hành sự cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tai bay vạ gió. Thêm sự xuất hiện của hung tinh phá toái và phi liêm, công việc dễ có sự phá hoại từ bên ngoài, do đó, trong 3 tháng cuối này nếu có mong muốn có sự đột phá mạnh mẽ thì vẫn chưa phải lúc, quý mệnh vẫn nên chú trọng sự ổn định thì hơn. Công việc chủ thủ không nên chủ công, lấy tỉnh chế động, làm tốt công việc hiện tại, không tham lam vô độ, ôm đồn nhiều việc, nhảy việc, chuyển ngành nghề, không tự mình gây sóng gió. Càng ở thời điểm vận trình có trở lực nhất định theo từng giai đoạn, cái chính là quý mệnh càng cần suy nghĩ tích cực, hành sự thận trọng và không ngừng nỗ lực vươn lên thành công sẽ tới. Về mặt tài lộc, tử vi nhận định về phương diện tài lộc, 3 tháng cuối năm 2023, tài chính của Đinh Tỵ nhìn chung đã được cải thiện hơn trước rất nhiều. Không chỉ thu nhập tăng lên mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng lên, giúp bạn cải thiện cuộc sống, tất cả là nhờ vào cái khí của thiên tài. Thứ tài trong năm sẽ là nguồn thu chủ yếu của quý mệnh, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn lúc này, hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Bạn càng xông xáo, có sự chủ động trong mọi việc, dám thử sức với các lĩnh vực mới, phá vỡ giới hạn của chính bản thân mình thì càng dễ thu lợi. Còn nếu chỉ an phận, ai bảo gì làm nấy sẽ chẳng có sự đột phá nào xảy ra, thậm chí dù có lợi thế nhưng cơ hội tan biến trong nháy mắt, nhìn được đấy nhưng lại không nắm bắt được. Tuy vậy, hung tinh thiên quan kết hợp với thiên cầu, cảnh báo các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn khá mong manh. Nếu không chú ý thắt chặt sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài, đặc biệt quý mệnh cần đề cao cảnh giác những kẻ lừa đảo. Người kinh doanh được khuyên làm ăn buôn bán phải thận trọng trước những chiêu trò của đối thủ cạnh tranh, để giữ được lợi thế của mình, bạn có thể dành thêm thời gian quan sát đối thủ, có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, thông qua việc quan sát đó, bạn vừa có thể nắm bắt hướng đi của đối thủ để có phương án phòng bị phù hợp, lại vừa có thể học tập từ chính đối phương để điều chỉnh lại bản thân. Trong thời gian này, những ai làm trong lĩnh vực tài chính, bán hàng, bất động sản cần chú ý theo dõi biến động thị trường, tránh vì chạy theo cái lợi trước mắt mà đưa ra phán đoán sai lầm gây thiệt hại tiền của. Tiếp theo là về mặt tình cảm gia đạo. 3 tháng cuối năm 2023 được dự đoán không phải là một năm thuận lợi về mặt nhân duyên của Đinh Tỵ. Thậm chí nếu không xử lý tốt các mối quan hệ cũng như kiểm soát cảm xúc của mình, thì Đinh Tỵ còn có thể đối mặt với đổ vỡ chia ly. Đây là năm ngũ hành quý mệnh xung khắc với ngũ hành năm, vợ chồng đôi lứa đang trong quá trình tìm hiểu đều dễ xảy ra mâu thuẫn, đôi khi chỉ vì vấn đề nhỏ, nhưng khơi mào những trận tranh luận nảy lửa, chỉ vì không ai muốn là bên yếu thế, tranh cãi gay gắt vốn chẳng thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì mà lại khiến đôi bên đều khó chịu, ấm ức trong lòng. Tình cảm đắp xây vốn chẳng hề dễ dàng, nếu cả bạn và người ấy chỉ muốn thỏa mãn cái tôi của mình,
mà không quan tâm tới cảm nhận của đối phương thì tình yêu lớn đến đâu cũng chẳng thể cứu vãn tình hình. Trong khi đó, các cặp đôi yêu xa dễ vì xa mặt nên cách lòng, xin nhiều nỗi hờn ghen, giận dỗi vì thiếu cảm giác an toàn. Niềm tin không đủ lớn sẽ luôn có sự nghi ngờ. Lời khuyên cho quý mệnh là nên thành thật với nửa kia về những cảm xúc và suy nghĩ của mình. Hung tinh chủ về nhân duyên trắc trở là cô thần chiếu mệnh, ảnh hưởng mạnh mẽ tới người độc thân trên hành trình tìm kiếm một nửa phù hợp với mình. Chính cô thần khiến dù trong năm quý mệnh có xu hướng giao thiệp rộng rãi bên ngoài, nhưng luôn có cảm giác bất an, thiếu sự tin tưởng vào người xung quanh, nhất là đối tượng khác giới, từ đó tự mình rơi vào trạng thái cô lập phiền muộn. Nhân duyên chưa kịp nở đã tàn, nhìn chung những trục trặc ở phương diện tình cảm trong 3 tháng cuối năm Quý Mão 2023 này của tuổi Đinh Tỵ đa phần đều xuất phát từ chính bạn. Do đó bạn nên điều chỉnh lại bản thân, cố gắng học cách kiểm soát cảm xúc thì mọi việc sẽ không quá mức rối ren, tình cảm nên để diễn ra tự nhiên nhất có thể mới bền vững lâu dài. Về mặt sức khỏe, bước sang 3 tháng cuối năm 2023, tuổi Đinh Tỵ bị hung tinh tang môn, thiên cầu hoành hành nên sức khỏe sa sút, điềm báo còn dễ xảy ra tai nạn, thương tật với mức độ không hề đơn giản. Dù là người lớn tuổi hay thanh niên trai tráng, trẻ nhỏ đều khó tránh những ảnh hưởng bất lợi như rối loạn giấc ngủ, ăn uống kém ngon, lâu ngày còn có thể ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày và công việc. Đặc biệt, sức ảnh hưởng của thiên cầu hung tinh không hề nhỏ, không những gây ra trở lực, sự cố cho phương diện công việc, tranh chấp kiện tụng pháp luật mà còn gây tai nạn bất ngờ, khó lường trước về sức khỏe như va chạm xe cộ, té ngã, bị đuối nước. Quý mệnh cần hết sức cẩn trọng khi tham gia các hoạt động thể chất mạnh hoặc môn thể thao mạo hiểm, tham gia giao thông nên tuân thủ đúng luật, giữ khoảng cách an toàn và giữ tỉnh táo. Lại có cô thần ảnh hưởng nên rất dễ nảy sinh tâm lý cô đơn buồn tủi, khiến tinh thần sa sút, nhiều nỗi phiền lo, dần sinh tâm bệnh, dẫn tới tình trạng mệt mỏi, ăn ngủ đều kém, lười hoặc sợ vận động, cân nặng tăng giảm bất thường. Đinh Tỵ cần học cách chia sẻ nhiều hơn với bạn bè người thân, không phải việc gì cũng giữ kín trong lòng, để rồi tâm tính u uất, cơ thể tiềm tàn bệnh tật ốm đau. Quý mệnh Đinh Tỵ, ngoài chú trọng nâng cao sức khỏe bản thân, cũng nên quan tâm hơn tới tình hình thân thể người thân. Nếu trong nhà có người dễ đau ốm, người lớn tuổi thì càng cần có sự thăm khám định kỳ để nắm bắt được tình hình sức khỏe, tránh tình trạng ủ bệnh. Tiếp sau đây là luận giải tử vi vận trình chi tiết từng tháng, cũng như cẩm nang vượng, vận dành riêng cho tuổi Đinh Tỵ 1977 trong 3 tháng cuối năm 2023. Tử vi tháng 10 tuổi Đinh Tỵ âm lịch 2023. Tháng này có nhiều thăng trầm, thế nhưng nếu biết tập trung vào những điều tích cực thì cuộc sống vẫn rất vui vẻ hạnh phúc, theo dõi tử vi của 12 con giáp âm lịch. Về phương diện công danh của Đinh Tỵ lúc này, có nhiều thăng trầm khó lường, nhưng dù sao đây cũng là cơ hội để quý mệnh thể hiện bản lĩnh của mình trong việc kiểm soát vấn đề. Thiên quan dự báo có những rắc rối khó lường khiến bản mệnh phải phiền lòng bận tâm, ngay lúc này không nên phó mặt cho số phận hay thờ ơ với mọi thứ xung quanh, vì bạn đủ khả năng để chuyển bại thành thắng trong thời gian ngắn. Bạn có thể phá vỡ những lề thói quan niệm cũ trong công việc để bước sang một giai đoạn mới, lúc này khá khó khăn mệt mỏi, nhưng tương lai bạn sẽ có những bước tiến đáng kể. Thời gian này, người đang tìm việc thì quá lo lắng, bận rộn với nhiều cuộc phỏng vấn khác nhau, nhưng kết quả không như ý, bạn cần điều chỉnh hướng đi mới, cải thiện kỹ năng còn thiếu để chinh phục giấc mơ của mình. Tử vi tháng 10 tuổi Đinh Tỵ âm lịch cho thấy, vận trình tài lộc của Đinh Tỵ thăng trầm không ổn định chút nào, thế nên ngay khi kiếm được tiền nên để dành tiết kiệm, không nên tiêu xài hoang phí, trong khi đó khi khó khăn thì càng tìm cách để cải thiện kỹ năng kiếm tiền của mình, học hỏi thêm để khai thác các cơ hội đầu tư một cách hiệu quả. Trước khi đi chợ hay siêu thị, nên cẩn thận ghi hết những món đồ cần mua ra giấy, lúc đi mua thì chỉ đến đúng chỗ, không nên lang thang ngắm nghía thêm vì có nguy cơ bạn mua nhiều hơn so với những gì mình cần. Tháng này đừng quên kiểm tra xem khóa cửa ra vào và cửa sổ trong nhà có còn hoạt động tốt hay không, khi ra ngoài thì cần cất giữ những vật dụng có giá trị để giảm bớt tổn thất về tiền bạc. Về phương diện tình duyên, tháng này ngũ hành Tỵ Hợi xung khắc, cho thấy vận trình tình cảm của con giáp tuổi Đinh Tỵ không được thuận lợi trong tháng 10 âm lịch. Thất xích bay về phương chính nam, phụ nữ trong gia đình bạn có thể bất hòa, gây chia rẽ nội bộ, khiến bầu không khí trong nhà căng thẳng. Phần chính tháng 10 âm lịch này của Đinh Tỵ có nhiều quyết tâm trong việc cải thiện sức khỏe, nhưng không phải khi nào bạn cũng có thể thực hiện được. Tuy nhiên đó cũng là bước tiến so với chính bạn trước đây, một người không nghĩ tới thể dục thể thao. Thời gian này, thức ăn quá nóng hay quá lạnh
đều không tốt cho sức khỏe. Chú ý ưu tiên đồ ấm, mềm nhạt. Lưu tâm hơn tới vấn đề ăn uống, nên ưu tiên đồ ăn theo mùa vị, chúng hỗ trợ năng lượng cho bạn rất tốt. Nếu bị bệnh, nên ưu tiên các phương thức chữa trị thông thường có tính phổ biến, đừng xem thường những thứ đơn giản xung quanh chúng ta, những phương pháp mới chưa chắc đã phù hợp với bạn. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Thân, tiểu nhân là tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu đen. Con số phát lộc là số 38 và số 74. Tiếp theo là tử vi tháng 11 âm lịch 2023. Mục tiêu của quý mệnh khá rõ ràng, nên có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ âm lịch dự đoán, quý mệnh sẽ có khá nhiều việc phải bận tâm trong tháng này. Khi kiếp tài xuất hiện, đôi khi đứng trước một sự việc trắng đen chưa rõ ràng thì đừng vội kết luận. Một số người thi thoảng có cảm giác kiệt sức, có thể gây ra một số mâu thuẫn với đồng nghiệp trong công việc hoặc sự áp đặt của cấp trên khiến bạn mệt mỏi, chán nản, không muốn đi làm nữa. Ảnh hưởng của đế vượng nên bạn quá kỳ vọng vào điều bản thân có thể làm được. Thực tế là bạn đã làm rất tốt rồi, thế nên đừng tự trách bản thân nữa nhé. Chỉ là bạn đang cố so sánh thành tích của mình với người cao hơn mà thôi. Tử vi tháng của 12 con giáp âm lịch dự báo, phương diện tài chính của Đinh Tỵ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, khiến bạn cảm thấy thoải mái, tự tin hơn trước rất nhiều. Nếu đã có dự định mua một món đồ nào thì đây là thời điểm khá thích hợp cho bạn đấy. Tuy nhiên, nên cân nhắc giá cả và xem xét trước khi ra quyết định để tránh lãng phí tiền nhé. Nguyệt lệnh tháng này rơi vào đế vượng cũng khá tốt cho đường quan lộc, nhất là những ai chăm chỉ, không ngại khó khăn, chịu khó để vượt lên hoàn cảnh của mình, tìm ra những giải pháp tích cực nhất để có thể cải thiện thu nhập bằng những khoản thu từ nhỏ đến lớn. Khi công sức được công nhận có thêm tiền bạc để nâng cấp cuộc sống và giúp đỡ mọi người xung quanh, Đinh Tỵ càng thấy trân trọng giá trị sức lao động của mình hơn. Trong tháng 11 âm lịch, tin vui là vận trình tình cảm của Đinh Tỵ có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan khéo léo của quý mệnh. Những cặp vợ chồng thời gian này được ở bên con cái nhiều hơn, cả hai không chỉ cùng nhau đi qua thăng trầm cuộc sống mà còn hỗ trợ nhau rất nhiều trong việc chăm sóc con cái, gia đình nội ngoại đôi bên. Vận trình sức khỏe của quý mệnh có nhiều thay đổi, lúc lên lúc xuống, khó có thể dự đoán được, thế nên khi có cảm giác mình đang khỏe mạnh cũng không được chủ quan, nên tránh xa các hoạt động quá sức. Ngay cả trong việc tập luyện, đừng đột ngột nâng cao độ khó khi mà bạn chưa có đủ thời gian thích nghi. Hãy chỉ nên cố gắng một chút một, nếu cố gắng thể hiện nhưng khả năng chưa tới thì sẽ lại nhận lấy hậu quả về sức khỏe, điều này không nên một chút nào. Ảnh hưởng của sao Thái Tuế không thể xem thường, có điểm báo bất cẩn trong việc di chuyển, hạn chế việc tai nạn có thể xảy ra, nên luôn tỉnh táo khi điều khiển xe cộ. Thời tiết tháng này chuyển lạnh, khá khó chịu. Bạn cũng phải bận lòng về sức khỏe của con trẻ hoặc người lớn tuổi trong gia đình, cố gắng chuẩn bị cho họ những bữa ăn đủ chất nhé. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Thìn, tiểu nhân là tuổi Mão, màu sắc may mắn là màu vàng, con số phát lộc là 84 và số 77. Tử vi tháng 12 năm 2023, tuổi Đinh Tỵ âm lịch. Đinh Tỵ được tam hợp và nhiều các tinh hậu thuẫn, mọi việc trong tháng chạp này đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Thần may mắn đang đứng về phía bạn, nên quý mệnh nhìn thấy được nhiều cơ hội phát triển cho bản thân. Phần chính công việc trong cả tháng được đánh giá là đầu xuôi đuôi lọt, thậm chí còn vạch rõ định hướng trong năm mới. Các kế hoạch cũ mới đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi, ngay từ những ngày đầu tháng chạp. Đã có thể được trao khá nhiều trọng trách, đây cũng là cơ hội để phát huy thế mạnh và chứng tỏ sự nhạy bén của mình. Bất cứ cơ hội nào đến cũng khó lòng mà thoát khỏi được bàn tay của quý mệnh. Thêm vào đó, Đinh Tỵ còn có quý nhân giúp sức nên được rìu dắt và chỉ đường dẫn lối, có ưu thế nổi trội. Dù vậy thì cũng nên nhận sự giúp đỡ đó một cách kín đáo, giữ thái độ khiêm tốn và không ngừng thể hiện mình có năng lực, nên xứng đáng được như vậy, có thế mới tránh được những thị phi không đáng có. Bên cạnh đó thì Thiên Đức Cát Tinh xuất hiện, cũng tạo điều kiện để Đinh Tỵ chăm chút cho các mối quan hệ xã giao, tìm kiếm thêm những sự hậu thuẫn đa dạng khác. Sự khéo léo cộng với tinh thần đồng lòng, đồng sức trong văn phòng càng khiến con đường tiến thân của bạn được rộng mở. Đinh Tỵ nhận ra rằng mình càng chủ động và linh hoạt bao nhiêu thì cơ hội đạt được thành công lại càng dễ đến bấy nhiêu. Điều này sẽ mang thêm rất nhiều động lực và những thành công đạt được ngay từ bước đi đầu là tín hiệu tốt lành cho thấy bạn đang đi đúng đường, đúng hướng. Tuy nhiên, bạn cũng sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập dịp cuối năm, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, tránh phát ngôn thiếu chuẩn mực, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Về mặt tài lộc, đây cũng sẽ là một tháng tài khí của Đinh Tỵ tăng cao ngút ngàn bên cạnh sự nghiệp.
Tài lộc của quý mệnh trong tháng khá sáng, tài tinh liên tục gia tăng độ chỉ, tiền bạc kiếm về túi chẳng lúc nào dứt. Người làm công việc cố định trong tháng này có mức thưởng cao, các nguồn thu nhập chính đều được cải thiện, công việc việc suôn sẻ thì tất nhiên cũng kéo theo tài chính dư giả. Nhất là khi chính tài cho thấy những biểu hiện xuất sắc của bạn, sẽ giúp đường tiến thân rộng mở, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định về sau. Tam hội cục giúp việc làm ăn kinh doanh hay buôn bán đều thuận lợi, các hạng mục đầu tư với đối tác đều diễn ra ổn thỏa, lợi nhuận thu về rất khả quan, cũng nhờ tháng cận Tết nên tình hình kinh doanh buôn bán khả quan, đơn hàng tới tấp. Nhân đà này, quý mệnh nên tính toán cho những bước xa hơn sau Tết, quan sát để nắm được xu thế phát triển cùng nhu cầu của thị trường, từ đó nhập hàng có định hướng rõ ràng. Nên làm mọi thứ có chừng mực nhất định, bạn lúc này chớ nên tiến hành ồ ạt, kẻo dẫn tới tình trạng hàng Tết tồn kho, ra Tết rất khó để xử lý. Nhìn chung, sẽ không có gì phải lo lắng về tài chính, cứ chăm chỉ làm tốt việc của mình thì thu nhập sẽ rất rủng rỉnh. Dù kế hoạch sắm Tết Nguyên Đán khiến bạn tốn một khoảng không nhỏ, nhưng quý mệnh đã sớm có kế hoạch rõ ràng cho từng việc nên không cần phải lo lắng. Ngoài ra, bạn cũng nên sắp xếp để đòi lại những khoản nợ cũ trước đó. Với cát khí đang vượng, khả năng thu hồi tiền nợ cũ về túi cũng sẽ cao. Hơn nếu có thể kết thúc ngay trong năm cũ thì chớ để dây dưa sang năm mới làm gì, mọi chuyện sẽ rất khó nói trước. Đây là tháng có bán hợp che chở, nên đường tình duyên của Đinh Tỵ có đào hoa chiếu mệnh, nhân duyên rất rộng mở, hạnh phúc đông đầy cho cả người độc thân, lẫn người đã có đôi có cặp, giúp làm tăng sức hút, tạo ra nhiều mối nhân duyên bất ngờ, sẽ rất có lợi cho người độc thân, sớm tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp. Trong khi đó, người đã có đôi hay các cặp vợ chồng cũng hàn gắn được rạn nứt nhanh chóng, gìn giữ hòa khí gia đình, gia đạo trong ấm ngoài êm, dù có phát sinh xung đột thì cũng sớm được hóa giải. Các thành viên sum vầy chuẩn bị đón Tết, vào cuối tháng không khí đón Tết càng khiến mọi người xích lại gần nhau hơn, cùng nhau vông vén và trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón năm mới an lành. Về sức khỏe, trong tháng cuối cùng của năm Quý Mão này, quý mệnh thể trạng tốt, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Tuy nhiên, do sự xuất hiện của Bạch Hổ hung tinh là điềm báo có thể xảy ra thương tật hoặc họa huyết quang. Do đó, Đinh Tỵ cũng nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe khi đã uống rượu bia hay sử dụng chất kích thích khác. Thời điểm cuối năm sẽ diễn ra nhiều buổi tụ tập ăn uống liên hoan, nên hạn chế đồ uống có cồn và các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ để tránh gia tăng gánh nặng cho gan. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Ngọ, tiểu nhân là Dậu, màu sắc may mắn là màu tím, con số phát lộc là số 96 và số 12. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, đã từ rất lâu, lời dạy của Đức Phật vẫn luôn được xem là kim chỉ nam, chỉ đường dẫn lối cho chúng ta trong việc chỉnh đốn thái độ và hành vi của mình. Vì thế, không chỉ có đệ tử của Ngài mà cả thường dân cũng rất muốn xin lời khuyên của Ngài. Có một lần một người hỏi Đức Phật về cách có thể giúp tránh xui xẻo hay không, Ngài đã kể lại một câu chuyện về chú vẹt đã thoát chết nhờ thực hiện được hai điều quan trọng. Trước đây có một con vẹt sống trên một ngọn núi quanh năm phủ đầy tuyết, chú vẹt thường đi kiếm ăn về cho bố mẹ, vì họ đều bị mù nên không thể bay lượn tự do như chú. Cũng thời điểm đó, có người nông dân vừa gieo hạt, vừa thề rằng nếu mùa này thu hoạch khá, ông sẽ chia sẻ thành quả với mọi sinh vật sống trên đời. Nghe được tin này, đúng mùa gặt bội thu cũng là lúc chú vẹt đã thường xuyên đến đây để lấy lúa chín đem về cho bố mẹ. Một ngày đi thăm cánh đồng, có những bông lúa sai chĩu hạt, thì người nông dân nhận ra có nhiều bông lúa đã bị mổ hết hạt chỉ còn trơ lại thân cây. Người này liền đặt bẫy với quyết tâm bắt bằng được thủ phạm mới thôi. Ngay ngày hôm sau, ông đi lại bẫy và thấy một chú vẹt đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tấm lưới đã giăng sẵn trên đầu nó. Con vẹt nói với người nông dân: "Chính ông hứa từ lúc gieo hạt rằng sẽ chia sẻ lương thực của mình thì tôi mới dám tới đây lấy những hạt lúa về cơ mà." Tại sao ông tức giận và đặt bẫy? Ông muốn chia sẻ như vị thế, một vị vua muốn được chăm lo cho các thần dân của mình. Với vai trò là một người dân, tôi cảm thấy biết ơn vì ông đã phân phát lòng tốt của mình như đã hứa. Cảm động trước những gì chú vẹt nói, người nông dân hỏi lại: "Vậy ngươi đem lúa của ta cho ai?" Con vẹt đáp lại: "Tôi lấy lúa để nuôi bố mẹ vì bố mẹ tôi bị mù." Nghe thấy người nông dân bảo con vẹt rằng, từ nay trở đi, ngươi cứ tới đây lấy bao nhiêu hạt lúa tùy ý ta sẵn lòng giúp đỡ. Được biết chú vẹt trong câu chuyện này là tiền thân của Đức Phật, còn người nông dân đã giúp đỡ nó chính là Sariputta, một trong những đệ tử vĩ đại nhất của Ngài trong kiếp sau. Vẹt bố mẹ là tiền thân của Đức Vua Suddhodana và Hoàng hậu Maya, hai bậc thân sinh của Thái tử Siddhartha, Gautama, Tất Đạt, Đa Cổ Đàm. Kết thúc câu chuyện, Đức Phật đã hỏi lại: "Vậy các ngươi có biết có những việc gì có thể mang lại những điều tốt lành cho chúng ta không?"
Trong khi mọi người còn phân vân thì Ngài cho hay có hai việc có thể ngay lập tức mang lại niềm vui và hạnh phúc, thậm chí là may mắn lớn cho chúng ta. Thứ nhất đó là hiếu kính với cha mẹ, thứ hai là làm những việc tốt ngay trong ngôi nhà của mình. Tương tự như vậy, có hai tội lỗi sẽ gây ra hậu quả xấu ngay lập tức và chắc chắn sẽ dẫn con người ta tới địa ngục. Thứ nhất là bất hiếu với cha mẹ, thứ hai là làm những việc xấu ngay trong ngôi nhà của mình. 1. Hiếu kính với cha mẹ. Đức Phật dạy, cách tránh xui đầu tiên đó là thể hiện lòng hiếu kính với cha mẹ. Hầu hết chúng ta xem thường việc này vì mải đuổi theo những mục tiêu xa vời trong cuộc sống, mà quên đi giá trị chân thực nhất, những ngày đầu năm hoặc khi làm ăn không tốt. Chúng ta mải sắm xính lễ cầu khấn mong có được may mắn khắp nơi, nhưng lại quên mất rằng hiếu thảo với cha mẹ là cách hiện số, cải thiện số mệnh tốt nhất. Các con thường nghĩ rằng cứ kiếm tiền thật nhiều để bố mẹ tự hào, hoặc dùng tiền sửa nhà, mua sắm mọi thứ cho bố mẹ thì mới là hiếu thảo. Việc này không sai, cũng chỉ đúng được một phần, vì đâu phải ai cũng có điều kiện để kiếm ra tiền. Vậy chúng ta thể hiện lòng hiếu thảo như thế nào? Bất cứ thời điểm bạn nghèo hay giàu, đều có thể hiếu thảo với đấng sinh thành, việc này không cần phải đợi. Điều mà bố mẹ bạn cần là cảm giác an toàn, là chỗ dựa về tinh thần, đôi khi chỉ vài câu hỏi thăm cũng đủ giúp họ có cảm giác an ủi. Thay vì gắt gỏng khi họ làm sai hoặc đãng trí, thì bạn nên nhẹ nhàng từ tốn. Vậy hãy thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ ngay từ hôm nay bằng những việc từ nhỏ tới lớn. Chính những người luôn ý thức việc thể hiện sự hiếu kính với cha mẹ thì đi đâu cũng được tôn trọng, từ đó ắt sẽ kết được nhiều duyên lành. Cuộc sống ắt sẽ gặp được nhiều may mắn thuận lợi và đó là cách giải quyết tuyệt vời nhất để giải xui. 2. Làm việc tốt ngay trong nhà mình. Hầu hết mọi người thường hay có tâm lý nhường nhịn người ngoài, nhưng lại dễ gắt gỏng với người nhà. Vì chúng ta biết rằng họ dễ dàng tha thứ cho mình, lâu dần ta khiến tình cảm mai một vì những câu nói vô tình. Bạn nên hiểu rằng, chỉ khi đủ nhân duyên thì chúng ta mới có cơ may cùng sinh ra trong một nhà hay trở thành họ hàng, người thân của nhau. Chúng ta nếu không biết quý trọng nhân duyên này thì chẳng có duyên lành nào dám xuất hiện trong cuộc đời của mình nữa. Cuộc đời này tuân theo luật hấp dẫn, nếu bạn thể hiện mình thích điều gì thì điều đó càng nhiều lên, tình yêu thương đơn giản chỉ trao cho người nhà thôi cũng đủ giúp bạn có thêm tình yêu từ những người khác. Trân trọng, yêu thương, giúp đỡ và bảo vệ họ không chỉ là trách nhiệm của ta với họ, mà còn là trách nhiệm của ta với chính bản thân mình. Thờ ơ, không quan tâm, thậm chí tranh chấp hay đối xử tồi tệ với họ là con đường ngắn nhất dẫn ta đến với bất hạnh với một tuổi già cô đơn, thậm chí chết trong cô độc. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10, 11, 12 âm lịch, năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Đinh Tị, sinh năm 1977. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.